Bắt đối tượng mua bán 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp ở Nghệ An. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ. Theo đó, đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Tiến Hóa, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình đấu tranh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại một khách sạn trên đường Mai Lão Bạc, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Hóa về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hóa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.